Chào mừng các bạn đã quay trở lại với lớp học truyện tranh, lại là những câu chuyện độc lạ thường ngày của cậu nhóc Shinosuke đây. Lâu nay nhắc đến say thì thường chúng ta sẽ nghĩ tới bố Hiroshi sau những lần nhậu nhẹt bia ôm. Thế nhưng các bạn đã thử tưởng tượng một đứa trẻ như Hima say thì sẽ như thế nào chưa? Câu trả lời sẽ có trong video ngày hôm nay. À, tập phim còn có công cuộc truy tìm chó ba mắt của đội phòng vệ và một đêm cố gắng không ngủ của bố nữa đấy. Còn chần chừ gì nữa, bắt đầu thôi nào. Tập phim Hima bị say. Hôm nay chắc do mới trúng xổ số nên mẹ hào phóng chiêu đãi cả nhà bằng món sushi, tranh thủ lúc mẹ ra ngoài đón bố, Shin tiến đến gần miếng cá ngừ và nở một nụ cười nham nhở. Ông cháu lập tức trèo lên tủ lạnh, lấy lọ nước tương cùng mù tạt để lén múc băng trước. Tảng cá vừa được đưa vào miệng cũng là lúc quái vật bụng ba ngấn bước vào. Thấy con mình đói, người mẹ hiền từ liền cho cậu ăn đấm để lót dạ. Khi này Hima bỏ ngang qua tủ lạnh và tình cờ tia được những lon bia in hình anh đẹp trai ở ngăn cao nhất. Ánh mắt thiếu nữ lại một lần nữa rung động, em cố gắng với lấy tình yêu của đời mình, sau hy vọng đó nhanh chóng bị dập tắt khi mẹ xuất hiện và bế em đi. Thế nhưng tình yêu của một bánh bèo mê trai đâu dễ dàng bị nhấn chìm như vậy được. Hima tiếp tục bỏ về phía tủ lạnh, cơ mà mẹ lại dùng chiếc nhẫn kim cương lấp lánh để dụ em quay về bàn ăn. Tưởng gì là nhẫn phách à, quay lại với mục tiêu nào. Đúng lúc này bố đã tắm xong và mở tủ lạnh lấy một lon bia uống, nước miếng của em bé lập tức chảy ròng ròng như suối. Ông trời quả không phụ lòng người mê trai, chi khi này chạy đến vé khăn tắm chụp họa mi của bố khiến ông bố giật mình làm rơi lon bia. Đúng là cơ hội ngàn năm có một. Hima tức tốc chạy lại cầm lon bia lên ngắm vẫn chưa đã, phải ngửi nữa. Ai ngờ tiểu lượng em yếu quá, mới ngửi mùi bia thôi đã có dấu hiệu đỏ mặt ngà ngà say rồi. Đến bữa ăn mẹ tính đút cơm cho em thì nhận thấy con gái cưng hôm nay bỗng có biểu hiện kỳ lạ. Hima nhất quyết không chịu ăn, đã thế còn trưng ra biểu cảm y hệt mấy ông say rượu. Không chịu ăn thì mặc kệ vậy, mẹ phải ăn trước đã. Bỗng dưng bố kinh ngạc trợn tròn hai mắt như vừa nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp. Ngó sang thì thấy Hima đang biểu diễn tuyệt kỹ quay bát bằng đũa vô cùng ảo ma Lazada. Sau đó em tiện tay ném luôn cái bát vào mặt bố rồi reo lên như một chiến tích. Mẹ quay sang hỏi rốt cuộc em bị làm sao vậy? Thế là bị Hima xịt nguyên lọ mù tạt vào mặt. Quái vật bụng ba ngấn khóc thét chạy đi kiếm khăn lau. Cứ như thế bữa tiệc sushi lập tức trở nên hỗn loạn, duy chỉ có Shin là vẫn mặc kệ sự đời và ăn cơm cuộn ngon lành. Trong lúc trốn bố mẹ, Hima đã đứng dậy chạy bằng hai chân, làm tất cả mọi người đều bất ngờ và vui mừng, nhưng em chỉ có thể chạy thẳng chứ không rẽ được, kết quả là lao sầm vào tủ. Lúc này, Hima tỏ ra rất buồn bã và rồi lại khóc nức nở vì không ai hiểu mình. Càng nhìn mẹ càng thấy em bé giống y như đang say. Ngay vậy bố mới nhớ ra, lúc nãy Hima có cầm lon bia và ngồi trầm ngâm một lúc. Cơ mà như vậy cũng có cái hay, ít ra bố mẹ đã biết em bé có thể đi được rồi. Sang ngày hôm sau, cả nhà cũng chờ mong Hima sẽ đi những bước tiếp theo. Thế nhưng em chỉ bò vòng quanh nhà, có vẻ như chỉ khi nào đội bia khai phá thì em mới có thể đi được mà thôi. Tập phim đó là con chó ba mắt. Trên một con đường nọ, đội phòng vệ đang vừa đi vừa hát. Trông thì thấy có vẻ khá là vui, nhưng thực chất là cả bọn đang chán thêm mồ vì gần đây không có vụ án nào hot để điều tra cả. Kazama cho rằng như vậy cũng tốt vì không có vụ án nào, tức là khu phố đang được yên bình. Shin chê Kazama nói năng cứ như ông cụ non, thế có sáng kiến nào hay thì thử nói xem nào. Tên siêu quậy nghĩ cả bọn ngồi lại ăn bánh uống trà và đàm đạo về ngày xưa. Nói người ta già cho đã vô rồi đưa cái ý kiến còn cằn cỗi hơn nữa. Khi này bo đề xuất mọi người làm một chuyến thám hiểm, nghe thú vị đấy, nhưng mà thám hiểm gì mới được. Kazama giải thích đó là cố gắng giải đáp những bí ẩn chưa có lời giải, giống như việc cô Matsuzaka luôn trưng diện những bộ cánh đắt tiền với số lượng ít ỏi hả? Ở một bối cảnh khác, cô Matsuzaka bỗng hắt xì hơi như có người nói xấu mình. Cô mới mua một chiếc đầm da beo hàng hiệu, dự là sẽ đốt mắt cánh đàn ông khi mặc nó đi dạo phố. Thế nhưng cùng với niềm vui đó là cô sẽ phải ăn mì cho đến khi trả hết món nợ kia. Vậy là bí ẩn cho câu hỏi của Shin đã được giải đáp. Khi này, Bo còn nói một bí ẩn hay hơn. Người ta nói rằng trong núi Urameshi có một con chó ba mắt đã được nhìn thấy cách đây một tuần. Nghe bảo người nhìn thấy đã vô cùng sợ hãi, nghe vậy ai nấy đều nổi lên gai ốc. Thế nhưng cả đám vẫn quyết định đi tìm hiểu sự thật cho bằng được. Và mạnh miệng nhất chính là Kazama, cậu tiên phong dẫn đường cho cả bọn tiến đến núi Urameshi. Chuyển cảnh đến ngọn núi nọ, Bo gợi ý mọi người nên kể chuyện ma để tạo không khí vui vẻ. Thế là Shin liền kể, hôm trước cậu đến nhà Kazama và bất ngờ nhìn thấy mẹ Kazama xuất hiện với khuôn mặt không trang điểm. Vừa dứt câu, Maso liền sợ hãi ngã sầm xuống đất. Ủa, chuyện đó thì đáng sợ chỗ nào, cứ làm quá lên thôi. Đúng lúc này Maso và Bo có dấu hiệu nước tràn bờ đê, thế là đám con trai tranh thủ kéo nhau ra bụi cây giải quyết nỗi buồn. Bất chợt ở bụi cây gần đó phát ra tiếng xào xạc, bùm, một chiếc đầu lâu thò ra khiến cả bọn sợ chết khiếp kéo nhau bỏ chạy. Nhưng nhìn kỹ lại thì đó chỉ là một ông lão hơi thiếu dinh dưỡng một chút thôi. Do mải chạy quá mà Maso và Nene đã bị tách khỏi những người còn lại. Một lúc sau Kazama mới nhận ra thiếu người, Shin khuyên của bạn cứ bình tĩnh để nghĩ cách. Chà, lâu lâu trưởng thành quá ta, thế có ý tưởng nào hay nói thử xem nào. Tôi nghĩ tốt nhất nên ra nước ngoài khi về già. Ủa rồi nó có liên quan gì tới tình hình hiện tại không ông tướng? Bo cho rằng trước tiên nên tìm đường ra khỏi đây, sau đó gọi người lớn đến giúp.
Sau đó Bob phát hiện ra một gốc cây. Dựa vào nó cậu biết được hướng này là hướng Tây Bắc, còn bọn họ thì đi vào từ hướng Đông, vậy nên con đường thoát khỏi đây là hướng này. Cùng lúc đó Maso đang khóc vì sợ hãi, còn Nene thì lôi thỏ bông ra chút giận, thế là đầu cầm nắm liền nín khóc. Nene chất vấn cậu bạn, nếu cứ nhút nhát như vậy thì sau này ai thèm kết hôn? Thì Maso đang tính độc thân tới già mà, thế lúc ốm yếu thì ai lo cho cậu, khi đó chính phủ sẽ có chính sách cho những người như tớ. Thôi, nói vậy thì chịu chứ biết sao giờ. Cơ mà cũng nhờ tiếng Nene dạy dỗ Maso lớn quá nên đã giúp các bạn mau chóng tìm được cả hai, thế là đội phòng vệ lại tiếp tục lên đường. Đột nhiên trong bụi rậm lại xuất hiện tiếng động, là chó ba mắt. Cả bọn hoảng loạn như muốn đăng xuất, nhưng nhìn kỹ lại thì đó chính là Bạch Tuyết. Con mắt kia là do Shin vẽ cho nó hôm trước, hóa ra chó ba mắt mà người ta đồn là đây sao? Ủa, thế sao người nhìn thấy nó lần trước lại sợ hãi chứ? Trời dần chuyển tối, mẹ Mise đang đứng trước cổng chờ Shin với thái độ rất khó chịu. Phe này tên siêu quậy lành ít dữ nhiều rồi, các bạn dần dần cũng thấy lo lắng không biết giải thích với mẹ mình thế nào. Có lẽ đây chính là nỗi sợ mà người ta nhắc tới cũng nên. Tập phim Bố cố gắng không ngủ. Ngày mai là chủ nhật, nhưng bố lại có hẹn đi đánh gôn cùng với sếp và đối tác. Nhưng bố đã hứa sẽ dành thời gian chơi với Shin cả ngày rồi cơ mà. Ông bố nói đây cũng là một phần của công việc nên không thể nào bỏ qua được. Chưa kể ngày mai bố phải đón khách hàng lúc 5 giờ sáng nên bây giờ phải đi ngủ sớm. Sau khi chỉnh đồng hồ, bố yên tâm tắt điện và nằm vào chăn. Khi này Shin rón rén bước vào để tìm đồ chơi, cơ mà cứ lục đục thế thì ai mà ngủ cho được. Được một lúc, Shin lại mở cửa vào tìm đồ chơi tiếp. Cứ liên tục như thế là bố khó chịu vô cùng. Đã thế ông báo này còn bất cẩn đá văng đồng hồ của bố vào tường, khiến nó hư luôn. Đây là chiếc đồng hồ duy nhất trong nhà mới đau chứ. Vậy mai bố biết dậy lúc nào đây? Khách hàng ngày mai vô cùng quan trọng, bố không thể nào ngủ quên được. Phải khó lo cái hôn, bố quyết định sẽ thực xuyên đêm tới sáng. Ít phút sau cả nhà đã say giấc nồng, duy chỉ có bố là vẫn uống cà phê ở bên ngoài phòng khách. Thấy hơi buồn chán, bố bèn lấy mấy cuốn sách gần đó lại đọc, cơ mà mới đọc được vài chữ là mắt đã díu lại rồi. Không ở khung một, phải chuyển sang xem trình diễn áo tắm trên TV thôi. Sau màn lắc mông của các chị chân dài, một người đàn ông xuất hiện và biểu diễn màn ảo thuật thôi miên. Ông ta cùng mấy chị gái bên cạnh lấy ra con lắc và đọc thần chú khiến đối phương buồn ngủ. Chương trình đêm muộn kiểu gì mà lại bày trò khiến người xem buồn ngủ vậy chơi. Ông bố lập tức chuyển sang kênh khác, nhưng chẳng có gì hay ho để xem cả. Sau đó bố lôi hộp bánh gạo ra ăn, ăn căng ra bụng rồi lại trùng ra mắt. Bố khi này đã buồn ngủ lắm rồi. Đúng lúc đó Shin dậy đi vệ sinh. Phải rồi, chỉ cần rủ Shin chơi bài hoặc đóng giả siêu nhân hành động là sẽ tỉnh ngay thôi. Thế nhưng ông cháu giờ này chỉ quan tâm đến ngủ và ngủ, hoàn toàn không để ý tới gì khác. Hết cách, bố bèn ra ngoài sân tập võ và vận động. Khi tập mệt rồi thì lại vào đi tắm. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã 4 rưỡi rồi. Vậy là chỉ cần cố thêm 30 phút nữa là thành công. Và trời đã sáng, bố đã có mặt tại sân golf cùng với đối tác. Bố thử test tay nghề một chút và ghi được một cú rất đẹp. Tất cả mọi người đều vỗ tay hoan hô. Ủa, sao có cả Hima và Shin xuất hiện ở đây vậy? Đúng là không ngoài dự đoán, những gì diễn ra nãy giờ chỉ là mơ. Thực chất bố đã ngủ ngon lành từ lúc ăn bánh gạo căng ra bụng rồi. Và dĩ nhiên là bố đã ngủ quên mà bỏ lỡ mất buổi đánh golf quan trọng. Phe này kiểu gì cũng bị sếp chửi to đầu cho mà xem. Và câu chuyện thú vị đó cũng kết thúc video ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi tới phút cuối này. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký ủng hộ lớp mình nhé. Chúng tôi sẽ quay trở lại với nhiều tập phim thú vị hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!